Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa nay là ngày 14, ngày chay nên em làm món chay. Em làm nấm đùi gà, rim me. Bây giờ em sẽ đi gọt nấm. Còn đây là me, em sẽ bỏ vô ngâm nước. Em lấy một ít nước nè, để mình ngâm me, để một chút nữa mình lấy nước cốt me mình bỏ vô nấm. Còn đây là nấm đùi gà. Nếu mà mình có cái loại nhỏ hơn á thì mình kho nó ngon hơn. Cái này là cũng tương đối thôi chứ cũng không có to quá, cũng không có nhỏ. To quá thì ăn nó cũng không có được ngon. Em thích nhỏ nhỏ mà không có cái nhỏ quá. Qua em mua được cỡ như vậy thôi. Giờ em sẽ em có làm một cái thau nước muối nè, đặng mình gọt cái nấm xong rồi mình thả vô cho nó rửa cho nó hết cái mùi hôi của nấm, giống như nấm nó có cái mùi như là mùi mộc vậy đó, giống như nấm rơm cũng vậy á. Mình ngâm nước muối thì mình nấu. Nấm này á, hổm em có ăn một lần, ăn cũng được à. Mà hổm thì em xào, hổm em xào hành chứ em không có rim me. Bữa nay em rim me ăn thử coi thế nào. Em ít khi ăn cái nấm này lắm, đa phần là ăn nấm nấm rơm hoặc là nấm bào ngư. Và cái nồi của em đã nóng, em sẽ cho miếng dầu vô. Mình cho ít dầu thôi ạ. Nấm này á, mình cho một muỗng canh dầu thôi ạ. Rồi mình bỏ nấm vô mình xào. Không có phi hành tỏi gì hết. Mình xào cho tới khi nào mà nấm nó vàng á, thì mình sẽ lượt cái nước me mình đổ vô ạ. Bây giờ em sẽ cho một xíu muối. Mình cho khoảng một muỗng cà phê muối thôi ạ. Một muỗng nhỏ xíu á, với miếng nước tương ạ.
2 muỗng canh nước tương. Nếu như mình có nước mắm chay á, mình nêm nước mắm chay cũng được ạ. Thì mình khỏi phải bỏ nước tương. Còn muối á, thì mình cho nửa muỗng cà phê muối. Một chút thôi, tại vì nấm này á, nó dễ bị mặn lắm. Nấm của em bây giờ nó đã chín và cái nước của nó còn sền sệt á. Bây giờ em sẽ lược cái nước me. Lược nước me để đây là nấm em đã lược cái nước me đổ vô rồi ạ. Bây giờ em sẽ nấu cho tới khi nào mà nó còn sền sệt là được ạ. Rất là thơm luôn ạ. Nấm này á, nó ngọt như là nấm rơm với lại nấm bào ngư vậy đó. Cho nên mình nấu á, mình không cần phải bỏ bột ngọt ạ, hay là đường. Mình chỉ cần bỏ 2 muỗng canh nước tương là được rồi ạ. Vì nước tương nó cũng ngọt, mình nêm vô là rất là ngon luôn. Bây giờ em sẽ nấu cho tới lúc nó sền sệt là chín. Vậy là rất nhanh em đã làm xong món nấm rim me cũng như là nấm kho me. Ăn cũng khá là ngon ạ. Cũng như mình thay đổi vị, ăn cho nó lạ miệng thôi ạ. Ăn nấm hơi ngọt ngọt, me thì hơi chua chua, hơi mặn mặn, ăn rất là thích ạ. Vậy thôi, video làm nấm kho me của em đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.